Hôm nay Thầy cũng khai thị cho đại chúng rõ thêm như thế nào là nắm được thiện tâm, và khai thị cho đại chúng hiểu thêm là tại sao mình không bao giờ tin là mình có khả năng giác ngộ, và tại sao rất khó cho mình tin người khác có khả năng giác ngộ. Bây giờ đại chúng từng bước là chúng quan sát nha. Bây giờ Thầy sẽ dùng cái chọn bước thứ nhất. Thầy gọi lên. Giờ này chúng nhìn. Khi mà Thầy quay cái chọn bước thứ nhất lên, thì đại chúng có nghĩ rằng ở trong cái chọn nước thứ nhất này, người ở trong cái chọn nước thứ nhất này có thể tin được mình là ở trong không? Tin được không? Không thể nào tin được. Mà nếu đã không tin mình là ở trong thì có biết được bên ngoài cái thế giới của mình đang sống có nước trong không? Tin được không? Làm sao tin? Bởi vì mình không tin trong mắt mình, trong sự sống của mình, không bao giờ biết nước trong là gì. Thì làm sao mình có thể tin được là ngoài mình có nước trong không? Quý vị theo kịp không? Nhưng mà những người ở trong đây có thể tin được rằng là họ là nhìn thấy cái này không? Tin được không? Những người trong nước cực của họ có tin được là trong họ là được không? Họ tin trong họ là được không? Họ không nghĩ là họ đúng, mà họ nghĩ là họ là những cái màu này không? Đúng không? Họ nghĩ là họ trong này là họ là cái màu vàng, màu xanh, màu đỏ như thế này thì họ là mấy cái? Cái đó, đúng chưa? Và những người khi mà họ biết là họ là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím như trong này hay là màu đục này, thì họ nghĩ họ có thể hiểu được ở bên ngoài là cái màu này không? Hiểu được không? Họ có hiểu được bên ngoài cái màu này không? Hiểu được không? Nếu họ đục, họ hiểu được người đục bên ngoài những họ theo nghiệp từ từ. Nếu họ là những cái họ sống ở trong cái này, họ là cái này thì họ hiểu được những người này không? Hiểu được không? Chậm chậm này chắc xếp. Họ là những cái này thì họ hiểu lại. Họ hiểu được cái bình luận này không? Giống như chồng. Nếu mà có một cái dấu chè để bên cạnh họ, họ hiểu không? Hiểu không? Hiểu cái chưa? Nghe chậm chậm nó được. Kỳ lắm nghe thầy hỏi cho kỹ. Nếu thầy sẽ có một cái bình luận ý là cái này,
đến cạnh của cái người này. Thì cái đầy này có hiểu được cái này không? Hiểu. Hiểu được không? Hiểu được vì sao? Giống. Phải không? Nhưng mà cái này không hiểu được cái này. Và ngay cả không hiểu được cái này luôn. Nhưng mà nếu để một đục mình đục bên cạnh thì sẽ hiểu được. Phải không? Mà cái đục này là gì? Thí dụ có nghĩa là gì? Những quan điểm, những cái tập tục, những cái lối suy nghĩ và những cái buồn vui giận hờn của một kiếp người. Nếu mình có, mình sẽ hiểu được người khác. Đúng chưa? Đây là những cái tội đại gì? Là những quan điểm, những cái suy nghĩ, những cái lề thói, những cái lối sống mà mình được hình thành từ nhỏ tới lớn trong cái xã hội này, trong cái thế gian này. Cho nên mình nói ra cái điều đó thì người bên cạnh mình mà cùng với như thế này sẽ hiểu được cái điều đó và sẽ chấp nhận cái điều đó và cho điều đó là đúng bình thường. Quý vị thấy chỗ này không? Theo kịp không? Nếu có một cái điều nào khác hơn thì cho là không bình thường. Thí dụ khi chúng ta nói trong cuộc đời này là vui buồn giận hờn thì mình nói cái ngôn ngữ ra là ai cũng gì cũng biết được. Tại sao? Tại vì trong người mình có cái đó, cho nên người ta nói về cái đó tự nhiên mình biết được liền. Hoặc là người ta nói rằng là đúng sai phải mấy thương ghét, người ta nói ngôn ngữ đó là mình sẽ cảm nhận được liền, là bởi vì trong người mình có cái đó, hay không? Hoặc là người ta nói là tranh tị đố kỵ tranh chấp thì mình sẽ nhận được liền, là bởi vì trong người mình có cái đó. Bởi nó cùng cái language, nó ngôn ngữ nói ra nó hiểu, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ mình ở trong này mình nói giác ngộ, nó giải thoát, mình nghe mình thấy sao? Cái người ở đây nghe sao? Không hiểu gì hết. Cho dù nó tiếng Việt cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà nếu mà nó vui buồn giận hờn mà nó tiếng Anh cũng hiểu, thấy chưa? Nhưng mà nó giác ngộ giải thoát thì người ngố cũng không hiểu nó nói gì vậy. Thấy không? Mà bây giờ cái người giác ngộ mà đứng ở bên cạnh cái người này cũng không biết người giác ngộ là ra làm sao, bởi vì trong người của mình nó không có cái đó. Biểu mình hiểu được không? Biểu mình tin được không? Không. Thật ra biểu của chúng ta là gì? Tự động là gì? Denial, tức là không có, làm gì có chuyện đó. Hoặc là chúng ta thấy chuyện đó là của ai đâu, chứ không phải là của cái người này. Hoặc sai người chúng ta nói, cái đó là Phật thôi, đó là Phật thôi, chứ không phải ai có thể là cái này được hết. Đúng chưa? Tự động chúng ta, bản thân chúng ta không chắc biết cái gì, hoặc là ai, hoặc là cái gì, hoàn toàn không biết. Chỉ là, đó là một chuyện gì đặc biệt lắm thôi. Cái còn gì của chúng ta là chuyện này thôi. Và thế gian này phải nói cái chuyện này. Quý vị theo kịp không? Đây là tự nhiên của một kiếp người. Thấy không? Đây là một cái rất là tự nhiên của một kiếp người. Cho nên quý vị sẽ nhìn từng bước. Bây giờ bắt đầu nhìn theo mình nhìn ba cái tội lúc này thì mình sẽ thấy rằng trong ba cái chậu nước này mặc dù cái màu nó khác nhau, đúng chưa, nhưng nó có chung một cái là gì? Là nước. Nước mà bản chất của nó là gì? Màu gì? Trong. Nhưng chỗ này nó là trong, nó tên không? Không hề tên, nó là trong. Bởi vì làm sao nhận ra trong? Không hề tên nó là trong. Mà nó đã không tin nó là trong thì làm sao nó biết bên ngoài có trong?
nói có trong lá là không tin, đừng có nói gì tới cái lá, cái chậu nước thứ hai nữa cũng khó mà tin, đúng chưa? Chứ đừng nói là chậu nước thứ ba. Theo kịp không? Cho nên khi mà thầy ở cái chậu nước thứ ba này, thầy nhìn thấy được ở đây cũng có nước, nước trong, đúng chưa? Thầy nhìn cái chậu này có trong mà. Cho nên sao? Quý vị không thấy thầy là nước trong, quý vị thấy thầy bên này là gì? Là vật. Quý đâu có biết trong, nhưng thầy thấy quý vị có gì? Có trong, cho nên thầy mới tới. Thầy tới sao? Thầy tới để giúp. Thầy mới nói rằng là quý vị ơi, quý vị, trong quý vị là nước trong. Quý vị nghe thầy nói, quý vị nói sao? Có thể quý vị nói gì, có thể quý vị đâu. Thế thầy nói gì, sống gì đâu trong. Thấy không? Rồi thầy khai từng bước, thầy khai kỹ cho quý vị thấy rằng là cái gì là đục, cái gì là trong, đúng chưa? Thầy cho quý vị cái gì là đục, cái gì là trong. Con đầu bị tên không? Tên không? Trẻ kim? Con đầu tên không? Không tên đâu, thấy chưa? Trẻ luôn, con đầu tên không? Cuộc đời thôi, nhưng mà mình bám vào nó để mình làm khổ mình,
khổ người trên cái quả đá đục, quý vị theo kịp không? Nhưng mà mình đâu có biết cái đó là đục, mình nghĩ cái đó là giá trị, cái đó là đặc biệt, cái đó là phải có trong cái đời sống này. Nhưng mà cái có nhưng mà phải là để cho mình bám víu, mình chấp trước để mình sanh ra phiền, phiền não, phải không? Mà bắt đầu nghe thầy nói cái này là đục thì sao? Nghe bắt đầu nó giật lên rồi, phải không? Mà khi nó giật lên là đục rồi, đúng chưa? Khi mà nghe thầy nói ở trong cửa vị thấy nó bùng là cái này rồi, là đục rồi, đúng chưa? Có nghĩa là ngược với cái quan điểm của mình. Mình nghĩ là trong mà thầy nói là đục, đã trong đã lùng bùng thì ngay cái lùng bùng là đục rồi, đúng chưa? Thì vậy ít ra chúng ta cũng chưa biết trong là gì, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ biết trong chúng ta có gì đâu rồi. Con đục, tại ban đầu mình tưởng cái đục là trầm, bây giờ tự nhiên mới nghe cái này là đục, mới đầu nghe cũng hơi bị shock, và nhất là những người là I am something, hoặc là những cái người mà đang muốn cho ta đây là người hay người giỏi mà nghĩ mình là hay là giỏi, mà bây giờ nói là đục thì chắc có lẽ cũng hơi shock, hơi khó chịu, phải không quý vị, và hơi bất mãn. Nhưng mà ngay cái khó chịu bực bội thất mạng, ngay cái đó là gì rồi? Là đục rồi đó, những cái đó nó sao cho phiền não, đó là đục ngay chỗ đó, nhận cho ra được nó đang đục, phải không? Nhưng mà nếu mà mình là cái người nghĩ mình trong mà đến khi mình biết mình đục đó, chính mình sao chịu lỗi không? Chịu cũng khó nổi, phải không? Thì bước thứ nhất, chúng ta nhận ra mình đục. Khi mình nhận ra mình đục là mình đã gì? Đối với trong tứ diệu đế mà chúng ta hay nghe Phật nói rằng là thứ nhất chấp nhận mình có khổ là chúng ta được thành tựu một bước, là chấp nhận có khổ là chấp nhận mình đục, đúng chưa? Giờ mình biết mình đục thì mình mới làm gì mình mới mong cho hết đục, thấy không? À, nhưng mà bước thứ nhất là chấp nhận có đục, bước thứ hai trong tứ diệu đế là gì? Biết rõ nguyên nhân hình thành cái đục là cái khổ, đúng chưa? Là đại chúng thấy không? Đại chúng tôi là đại chúng mình bước vào bước thứ hai rồi, đã biết nguyên nhân ở đâu không? Nguyên nhân từ đâu mà ra đục? Nguyên nhân từ đâu? Chính mình, có nghĩa là mình vô minh cho nên mình bám chấp vào những thấy, nghe, hiểu biết để rồi mình sanh ra phiền não. Vậy là nguyên nhân là gì? Là do chính mình vì mê cho nên chấp vào những cái thấy, nghe, hiểu biết truyền thống tập tục đặt ra và mình ôm chặt vào nó để rồi mình làm mình khổ, người khổ. Nếu mà đại chúng đã thấu được như vậy là đại chúng đã bắt đầu bước qua bước thứ hai, đúng chưa? Là có nghĩa là cái đế thứ hai. Bây giờ bước thứ ba là gì? Là dứt khổ. Có nghĩa là, và dứt khổ có nghĩa là trở về trong thì mới hết, mới dứt hết. Dứt khổ là không còn đục nữa, dứt khổ là hết đục. Bước thứ tư là gì? Con đường dứt khổ là đây, đúng chưa? Quý vị nhìn này, bước thứ nhất là khổ, bước thứ hai là tìm ra nguyên nhân của khổ, bước thứ ba là giác khổ, giải thoát khổ đau. Cái này mình nói là bước thứ tư là con đường
giải thoát khổ đau là từng bước mình tu theo thầy, thầy hướng dẫn cho con để giải thoát cái lục trong này, lắm lục diện trong, giải thoát cái lục nó mới trở về cái trong. Vậy thì quý vị thấy rằng quý vị ở đây ở mức thứ mấy rồi? Mức thứ mấy rồi? Giờ nghe từ từ thì thấm thấm chút nào chưa? Nghe thấm thấm chút nào chưa? Vậy quý vị thấy từ đó nên thầy dạy có lì Phật dạy không? Có không? Những gì thầy dạy có khác những gì Phật dạy không? Không. Chỉ là phương tiện thôi. Cái phương tiện có thể dùng nó có khác. Bởi vì chúng sanh thời nay cái mê chấp nó khác, cái vướng mắc nó khác. Cho nên thầy dùng phương tiện nó có khác. Nhưng mà mục đích chính của gì? Giác ngộ giải thoát khổ, khổ đau, đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn, với là thầy dùng những cái phương tiện dày để cho đại chúng dễ nhận ra, phải không? Vậy thì bây giờ đại chúng ngày hôm nay mà đại chúng tới với thầy từ cái giai đoạn đầu đột không biết trong khó, không hay, cái gì là đột, cái gì là trong, rồi từng bước thầy chỉ cho quý vị làm sao để lắm đột nghĩa thì trong, rồi thầy giúp cho quý vị làm sao để mà trở về hoàn toàn trong, giải thoát tất cả cái đục. Thì ngày hôm nay quý vị thấy, quý vị đã hiểu được cái điều thầy nói không? Hiểu được không? Hiểu rõ không? Còn lùng bùng không? Còn lùng bùng trong đầu không? Còn lùng bùng không? À, con rõ không? Rõ. Con thực hành là thầy giúp con. Đầu tiên là thầy mở cho con đường đi. Nhưng mà thực hành là con làm gì có. Thầy mới dẫn con đi. Con có thể tự đi bởi vì người dục như vậy. Càng đi họ càng gì, càng tự làm nó càng gì. Nó càng đông. Tại vì bản chất nó chưa có thể đi đến trong. Bây giờ là mình hành động, thành ra con quậy gõ trong đó, càng tu mà không biết được tu là càng tu nó càng đục. Cái đục nó đi tìm trong được không? Đấy đục đi tìm trong được không? Không được. Cho nên đó là tại sao mình phải có thầy chỉ cho mình. Nhưng mà không phải là mình tin một cách mù quáng. No. Mình đi theo thầy, từng bước thầy khai thị, thầy hướng dẫn, thầy mở đường cho mình đi. Mình nhận ra trên đường mình đi. Nhưng mà phải có thầy chỉ, bởi vì mình không có thấy được mình. Mình không tự hành được. Nếu mình hành được thì mình đã gì? Mình đã giác ngộ, mình đã giải thoát rồi. Thấy chưa? Và cho tới giờ này mình không giác ngộ, không giải thoát. Có nghĩa là mình vẫn lây hoay trong vực. Thành ra mình phải hiểu cho mình tìm về mình tốt. Và bây giờ một bằng chứng, từ ngày quý vị về đây theo thầy tu học, quý vị bây giờ quý vị có hiểu được cái điều này không? Nhưng mà trước khi quý vị về đây tu học, quý vị có hiểu được điều này không? Nơi quý vị hiểu được không? Hiểu được chứ thì mình có hiểu được rồi đó. Nhưng mà mình hiểu được nội tâm của mình hiểu được không? Không, không hề hiểu được nội tâm. Phải không? Đục lên chẳng hay. Như thế nào là đục? Như thế nào? Như thế nào là đóng nội điểm trong, hoàn toàn không biết. Rụt là rụt cái gì cũng chẳng biết. Nếu có biết là cái thấy người ta rụt thôi, còn mình thì trong veo. Lúc nào mình cũng nói sau thế gian này, ai cũng rụt nào mà có một túi trong, phải không? Mà trong gì? Trong đục. Trong đục. Trong ở trong đục. Nhưng mà nếu mình thấy ai mà nói trong đó, thì mình nói là đục ngầu sao nói. Nói trong, phải không? Nói trong đâu có phải là để là. Thí dụ thầy có nói thầy trong đâu phải là để cho quý vị biết là thầy trong để làm cái gì. Quý vị biết thầy trong để làm gì? Quý vị biết thầy trong để làm gì? Cho ai? Để thầy dẫn dắt quý vị đi về
về trong. Mà muốn biết được hay không thì theo thầy thì quý vị sẽ biết thầy có đưa quý vị được hay không, thầy có đưa quý vị được từ đột về trong hay không. Ấy đó, nên biết liền. Mà mục đích là làm sao đưa quý vị từ đột mà về trong. Mà quý vị biết thầy bước vào đây để đưa quý vị từ đột về trong thì quý vị nghĩ là thầy thương quý vị cỡ nào, thương không? Đột ngột vậy mà thầy bước vô thầy dẫn quý vị từ đột về trong thì quý vị nghĩ thầy thương quý vị cỡ nào? Giống dễ không? Giống dễ không có gì? Sao giống dễ? Nói tới đâu là giống tới đó, nói tới đâu là phỉ báng tới đó, nói tới đâu là sanh tâm nghi ngờ tới đó. Vậy mà thầy vẫn gì? Vẫn gì? Vẫn dẫn quý vị đi có thì có nghĩa là gì? Nó đâu có ảnh hưởng tới thầy đâu. Thầy vẫn thương quý vị, thầy vẫn dẫn quý vị đi. Cho dù quý vị có sanh tâm phỉ báng nghi ngờ chống đối, thầy vẫn thương quý vị và thầy vẫn từng bước chỉ cho quý vị dẫn an quý vị là nước bên trong. Mà đâu phải chỉ đơn giản đâu, chỉ cho thực hành để làm sao một ngày nào đó nhận ra trong mình có trong và phát tâm cầu giác ngộ để giải thoát cái đục để trở về nước trong hoàn toàn đúng không? Quý vị có thấy điều đó đúng không? Có phải 16 năm nay cái thầy làm điều đó không? Và tại sao một số người mà bắt đầu ngày hôm nay họ tin được là thầy là đức trong và họ tin được là trong họ cũng có khả năng trở thành nước trong? Tại sao chứ tự có nghĩa là đi theo thầy một thời gian, thầy hướng dẫn cho chúng học thì từng bước mọi người bắt đầu gì quý vị nhìn cái chỗ đó đây này, hay không? Mọi người bắt đầu lắng đục, bắt đầu hiểu trong, thấy chưa? Thì ít ra họ chưa trong hoàn toàn nhưng bắt đầu nhận ra được. Quý vị có thấy gì khác nhau chưa? Ở đây bắt đầu nhận ra đang dễ rồi, thấy chưa quý vị, thấy chưa? Mình cảm nhận trong người mình, nó còn cảm nhận mình khác, có phần nó thân thang hơn, nó thông dong hơn, nó rõ hơn. Rồi thầy đã giúp cho một số người xúc chạm được với cái tâm này rồi, cho nên bắt đầu họ tin được rằng là ồ vậy là chuyện đó là có thể được, đúng chưa? Và chính như vậy mà họ có tình nguyện gì, bắt đầu lắng đục hiểu trong và họ mới hoàn toàn hướng về thầy để làm chi? Để làm gì quý vị? Để làm gì? Bây giờ lúc nào họ hướng về thầy nhiều hay hướng về bên đây nhiều? Khi mà bắt đầu cái người qua cái chỗ thứ hai rồi đó, thì họ hướng về thầy nhiều hay họ hướng về chỗ mình nhiều? Quý vị ở trong người quý vị, quý vị phải trải nghiệm nhiều, phải không? Những cái gì thầy nói quý vị đừng có tin liền nha. Nhất là những người đã theo thầy rồi thì những gì thầy nói quý vị đừng có tin liền. Coi như đúng như vậy không? Nhưng nếu điều đó đúng như vậy thì quý vị phải say đúng. Nếu điều đó không phải như vậy thì quý vị say no cho thầy, mạnh dạn lên, đúng chưa? Vậy thì những người bây giờ chúng ta kiểm, những người đi theo thầy một thời gian, tâm họ bắt đầu từ từ nó thuần, họ nghi trong họ có được và thầy giúp cho họ từ từ nó hiểu trong, họ nhận được và họ tin được là giác ngộ là có thật. Và bắt đầu họ cũng có hướng về thầy nhiều hơn để cầu thỉnh thầy giúp cho họ trở về với nước trong để giải thoát cái nước đục. Thì có họ có hướng về với đây nhiều hơn hay về với lại đục nhiều hơn? Về với nước trong nhiều hơn, đúng chưa? Quý vị đồng ý không? Chỉ có những người nào mà về lại nước đục là bởi vì người đó chưa nhận ra được trong mình có nước trong, có nghĩa là sự thực tập chưa có vững chãi, chưa có sự thực tập. Người này có hiểu cỡ nào về giác ngộ giải thoát thì người đó cũng không gì, cũng không gì, vẫn đúng. Cho dù mình có hiểu cỡ nào, mình có hiểu
thế nào là trong, thế nào là đột lục là gì, trong là gì, mà mình chưa có giờ tập thì mình vẫn vẫn đục. Mà chưa dù đục thì mình không thể nào ở gần cái người trong được hết, và mình cứ cứ nước cái người này có khuynh hướng đi chơi với người người đục. Họ có chơi với người đục, họ thể nào chơi với người trong được hết, phải không? Họ tin, họ thể nào tin được hết á. Và những gì của người đục nói họ tin hơn là những gì ngay cả những người này, ngay cái người này nói họ cũng không tin nữa. Cái người người này, ngay cả người này bây giờ là vợ hay là chồng hay là cha hay là mẹ hay là con gì, người này không còn là cái người họ tin nữa, mà họ bắt đầu tin cái người người đục tin này nè. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Đó, thì thầy nói nếu có cái gì mà quý vị không đồng ý, quý vị cứ nói nha. Mặc dù ngày xưa cái người này ở bên cạnh họ, đột giúp họ thì họ lúc đó cùng nói, cùng nghĩ, cùng hiểu, chấp nhận giống nhau. Nhưng bây giờ, ví dụ giữa hai người thì như là vợ, là chồng, là cha, mẹ, con cái đi. Đi tu học có một hồi, cái người này đã bắt đầu qua đây rồi, một trong hai người, ví dụ người chồng qua đây, hay người vợ qua đây, mà người chồng hay người vợ ở đây. Thì hai người này bắt đầu nói chuyện với nhau đã gì rồi? Trớn quá rồi. Không còn tương ứng nữa rồi. Bởi vì cái nhìn mà không phải học họ, cái này không phải là tự nhiên mà ráng nói hoặc muốn nói, cái này là the way họ see things different, cái nhìn, cái thấy, cái thấu cái chuyện khác, chứ không phải là cho họ nói là ồ tại vì anh đi theo thầy lâu quá là anh tin thầy, hoặc em đi theo thầy lâu quá em tin thầy, hoặc bây giờ thầy nói gì em cũng tin, em mù quáng. Không phải vậy, nó hoàn toàn không có liên quan đến cái chuyện mù quáng hết á. Cái này là gì? Cái con đường tu bắt đầu nó đã sáng rồi, nó sáng, thành ra người ta nhìn cái vấn đề đó nó khác đi. Mà nó có một cái hay thường ở trong gia đình của mình đó, mà người nào mà qua được cái level này, mà nếu họ là người thương chồng, thương vợ, thương con, thương cái, thì họ có khuynh hướng gì? Họ có khuynh hướng gì? Hả? Giúp đỡ. Họ bắt đầu có khuynh hướng chia sẻ, hoặc là những bạn đồng nghiệp họ có thể có rất nhiều chia sẻ, họ muốn cho người ta biết về cái chuyện này, phải không? Nhưng mà mấy cái người này họ tự hoặc mấy người này làm gì? Thầy đời vô giờ để tu hồi về làm thầy đi mà, thầy đời, phải không? Thầy đời. Nhưng mà không phải, tại vì họ còn vẫn có cái tình cảm, cho nên họ thể không nói. Và bởi vì họ còn đục cho nên cái cách nói của họ nó cũng chưa gì, chưa thông suốt, nhưng mà biết inside họ bị, họ bị cái tình cảm của vợ chồng, cha mẹ, con cái họ chia sẻ, họ là tình đồng nghiệp, nhưng mà tại vì họ chưa thật sự là trong, cho nên khi họ nói nó vẫn còn hơi há của gì? Có gì quý vị? Của đủ. Nhưng mà họ không có biết, tại họ đang đi tu học, họ không có biết là họ muốn cố ý đưa cái đục vào trong người này, mà họ chỉ muốn nói cái trong. Nhưng mà vì trong họ có đục cho nên khi nói nó vẫn còn hơi hát của đục. Thì người này họ bắt cái đục nhanh hơn là bắt cái gì? Cái trong, cho nên chụp cái đục liền rồi đấy, vô vẫn đục ngầu sao vô nói. Vô nói đi, hiểu không? Rồi người này nói, mi đâu có biết gì vậy đâu, phải không? Tôi ngày trước, du mi của hồi, cái này nó trở thành gì? Đục đầu nó cứ du mi của hồi, hai cái này đó, đó gì? Đục như nhau. Rồi xong xí, du cũng, đục mà du nói, mi, cái đó, tại mi nói du không chịu. Chịu nghe, cho nên một hồi mi bực quá đi thẳng đồ, thấy chưa? Thành ra có hiểu, quý vị hiểu chỗ này không? Trên đường tu học mình phải hiểu đây là chuyện bình thường. Và những cái người này khi mình bị đục thì là mình phải biết liền là mình đang đục. Tại vì quý vị chưa có đạt được một trình độ để rồi từ trong, khi quý vị nắm đục thì trong đó quý vị nó hoàn toàn là trong đó. Tự nhiên quý vị cũng quay lại nhận về lại cho gia đình. Cái đó là tự động, cái tình của thế gian nó trói mình lại, nó làm mình phải trở về giúp. Nhưng mà mỗi lần trở về cái mình dục lại liền. Nhưng mà không sao, có gì đâu.
Tại vì họ không đủ can đảm để họ tiến thẳng về trong đâu. Tại vì cái khả năng giác ngộ chưa mạnh để mà ok, anh nói gì hả em, nói gì là chuyện của anh em. Tôi vẫn hướng về trong hoàn toàn, họ chưa có được trình độ đó đâu. Thành ra họ còn bị dao động trong tâm thức. Và khi bị dao động là cả hai điều đều đúng em. Đúng không? Thầy nói đúng không? Đúng. Chứ sao để ứng xử lại được thành nhân? Đúng. Nó đúng không? Hay là có sai đại chú giơ lên nên sửa lại dùng thầy đi. Mà nếu thầy nói đúng thì đại chú hiểu mà thật. Công thức của đại chú ở đâu? Tại sao thầy không biết? Quay, qua thầy biết. Vì sao biết? Hả? Vì sao biết? Tại vì kinh thức của thầy nó đâu quen ngày làm sao mà chỗ nào có bị mà thầy không thấy. Nhưng mà thầy thấy không phải để phán xét, để phản ứng. Thầy thấy để thầy thương. Và thầy thấy để thầy, thầy giúp đỡ. Thấy để yêu đó, thấy để thương, thấy để giúp đỡ. Thấy để khai, khai thì là thấy để từng bước đưa quý vị ra, ra khỏi cái vòng, vòng trói buộc của khổ đau. Thì khi quý vị hiểu được như vậy, thì sao? Thì cuối cùng quý vị sẽ thấy không? Cuối cùng tại sao một hồn quý vị trong một hồn mà không sáng không tỏ là một hồn cũng trở về thành thành gì trong một hồn là cũng sẽ đục. Bởi vì sao mà đục? Nó có lý do tại sao trong luôn nhưng mà đục. Tại sao vậy? Cái chỗ này chỗ hay lắm. Tại sao quý vị có còn nhận nó tâm đục như vậy? Cái hình này quý vị thấy không, nhận nó tâm đục thì tại sao vô trong luôn nhưng mà để cho nó trở lại đục? Tại sao vậy? Quý vị có thấy này, như thầy hỏi này, cái sức hút của giác ngộ với cái sức hút của cái này em là mạnh hơn, sức hút động mạnh hơn. Tại vì trong người của mình bản chất mình rất là gì, đang là gì? Là mình sống với đục, mình buông cái đục. Chỉ có nhờ thầy nhận định cho mình nhận ra cái nào là đục, cái nào trong. Cho nên trong đối với mình, cái sức hút của trong nó không có kéo mình về trong được. Mà cái sức hút của đục là gì? Là đó là vợ, đó là chồng, đó là cha mẹ, con cái. Và chính bản thân mình có những cái quan điểm tập tục nó còn ở trong người của mình chưa thoát ra được. Thành ra nếu mà không có bên cạnh mà những người đồng tu của mình mà không có, hoặc là không có đồng hành mà đánh mình một cái là mình gì, hoặc kéo mình một cái hay đạp mình một cái là mình gì, là mình quờ quạng thì mình trở về đột ngột, phải không? Còn nếu mà bạn đồng tu của mình hay là vợ mình, chồng mình mà hiểu được á, mà cùng đưa vào đó, cùng tu với mình, cùng ủng hộ mình á, thì cái cơ hội mà nó trở nguyên cái nho qua tóc nó dễ hơn. Còn nếu không, không có dễ. Nhất là nếu mà cái sợi dây ràng buộc giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái mà nó nặng á, mình thoát không có, có nổi. Thầy bảo đảm quý vị thoát không nổi. Bởi vì bên này đục, bên này quý vị đục theo rồi. Rồi bên này đục, thường thường bên này đục mà bên này nó trong trong chút xíu mà bên này đục á, là bên này phải có đồng minh của gì? Của đục. Của đục cái gì? Để kéo mình lại. Để kéo cái này lại. Thấy không? Là đồng minh, nó là đồng minh chung quanh cái người này này. Để kéo cái người này về lại đục. Mà nếu người này cái tâm cầu giác ngộ không mạnh, cái tâm cầu giải thoát cái đục không mạnh, thì tự động người này sẽ để về đục. Đúng chưa? Quý vị theo kịp không? Đúng. Nhưng mà bây giờ này hỏi quý vị nè, cái người đục bên này này, khi mà họ làm điều đó đó, họ có tin không? Không. Họ không có cố ý. Họ không cố ý. Đối với họ chỉ nghĩ rằng là điều đó là, điều họ nghĩ là sự thật. Nếu du là thật là trong thì những chứng minh cho tôi đi. Thấy không? Họ sẽ nói vậy. Nhưng mà quý vị nghĩ chứng minh nổi không? Người này chứng minh nổi không? Không. Nếu mà quý vị tìm người này chứng minh thì ông người này đem tìm người này nè. Chứ
chứng minh cho. Quý vị nên tìm những người này để chứng minh hay hơn là tìm người người này. Tại người này sẽ không chứng minh nổi. Quý vị biết vì sao không? Mình vẫn còn được chứng minh không nổi. Không có nghĩa là không chứng minh nổi, nhưng mà rất là khó. Nếu mà cái người này cái tâm tha thiết cầu giác ngộ cái mạng, bởi vì bản chất mình không được. Sở dĩ chứng minh không nổi là bản chất mình không được, nó chưa có trở về trong hoàn toàn. Cho nên đánh phá được cố lã, mình bắt đầu đụng lên liền. Mà khi họ đụng lên liền, nó thấy, thấy không? Vô cộng đồng như thầy, vô sao? Thầy vô sao? Cũng đụng luôn. Thầy cũng đụng luôn. Nói gì cũng được hết á. Nhưng mà họ có ý là nói, họ có ý là chăm chim đĩa mai. Quý vị đồng ý không? Mà họ chỉ nghĩ rằng là, ủa biết thầy đi trong sao vô, tu hồ là vô bọn chưa? Chưa trong. Thấy không? Vậy thì vô tục, thầy vô cũng đụng. Rồi bên này đó, nó không có. Mi đụng cái thầy đi trong lắm. Cái thầy chứ, vô, bây giờ vô tu hồ vô bên thầy luôn à. Vô cũng, vô cũng. Biết tôi nữa hả? Bây giờ thầy vô là đang hồ anh rồi phải không? Vậy chắc là thầy vô đây bỏ. Bỏ bùa. Cho nên bây giờ, vô biển. Ủa, cho nên thầy vô nói cái gì vô cũng nghe quá ư là ngủ mù quáng. Rồi cái người này nói hồn được nổi điên lên. Điên lên sao? Ban đầu một bây giờ lập tới mười ngầu luôn. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng sao? Chấm nhau. Cuối cùng ra cái gì hả? Hiểu không? Thầy nói hiểu không? Nói như trên trời nói ra, hay là nói như trên dưới đất. Học hiểu không quý vị? Đấy là gì? Trên cái này gọi là cố. Vô minh mà thầy biết như vậy chứ, mà thầy vẫn gì? Thầy vẫn gì? Thầy vẫn bước vô. Cho nên cái này gọi là ngô. Ngô như thế. Sao? Quả ngu không? Hả? À, nói ngu không? Gọi là đưa đầu cho chúng. Chúng chửi. Thấy không? Nhưng mà thật sự chịu lại được hay không? Ăn được cái thầy không? Ờ, không. Nhưng mà thề đó thôi, ngu cũng được phải không? Thầy ngu cũng được. Miễn sao ngu mà chúng sanh được. Được giác ngộ thì cũng nên. Cũng nên ngu. Phải không? Kể đó ăn nói thầy ngu thấy. Thầy đồng ý. Thầy ngu thì thầy ngu là để cho chúng chửi, thầy ngu để cho chúng đắc, thầy ngu để đó cho mọi người khôn, phải không? Mấy người này họ khôn nè, thầy ngu, người này khôn nè, thầy ngu. Nhưng mà thầy chọn ngu để cho quý vị sáng, thầy sẽ ngu cho quý vị giác ngộ, thầy sẽ ngu, phải không? Ngu như vậy, thầy ngồi ngu, rồi là để cho quý vị một ngày nào đó quý vị trở thành biển trong thì lúc đó thầy hết, lúc đó quý vị nói thầy hết hết gì hết ngu, ngày đó quý vị nói thầy hết hết ngu, còn bây giờ thầy nói quý vị nói thầy ngu, mà lúc đó ngày đó quý vị biết mình gì, mình không, mình ngu. À, còn bây giờ quý vị biết mình ngu không, quý vị nói quý vị thôi thầy ngu, thôi thầy chịu ngu. Miễn sao chịu khó tới đây nghe thầy sao chịu khó tới đây nghe thầy nói chuyện ngu như thế chị cũng đến nỗi đảo để ta tệ không hay không ngu như thế là tệ. Nhưng mà thầy nói với quý vị là thầy chỉ có mặt trên đời này chỉ là việc duy nhất thầy thôi, giúp cho mọi người nhận ra, mà không phải nhận ra trở về hoàn toàn mới. Mà thầy làm như vậy có nghĩa là thầy đền ở na, đền ở cộng, đền ở thầy cộng, đúng chưa? Thầy đâu có làm gì ngoài cái chuyện giác ngộ giải thoát. Sự sống của thầy là như vậy, và thầy làm cái điều đó, và mọi người tới đây với thầy cũng chỉ vì một điều đó. Và những gì thầy nói là những gì thầy sống, những gì thầy sống là những gì thầy làm, và thầy sẽ đưa tất cả mọi người trở
trở về nhẹ nước nước trong. Khi mà về được với nơi đó rồi, mình mới thật sự là có chân thẳng hạnh phúc, mình mới mang được hạnh phúc để cho người thân, và mình mới thương được cuộc đời như là ấy đã thương quý vị. Tại sao quý vị như thế nào thầy không thương? Quý vị nghĩ gì mà thầy không biết? Quý vị nói cái gì mà thầy không hay? Quý vị làm cái gì mà thầy không rõ? Nhưng mà sao? Nhưng mà sao? Thầy vẫn không hề giao động trước cái sự đổi thay trong tâm tư quý vị. Mà tình thương của thầy lúc nào cũng nói quý vị giống nhau, không bao giờ thay đổi. Và cái sự đổ xanh của thầy lúc nào cũng chỉ một lòng đã giúp quý vị giải thoát khổ đau. Khi nào thầy làm xong việc đó thì thầy trở về lại với mà thầy hướng thường sống. Quý vị hiểu được gì đó. Mà những điều này thầy nói không phải là thầy ngày hôm nay thầy ngồi đấy thầy nói. Thầy đã nói, thầy đã sống và thầy đã làm 16 năm nay. Không phải ngày hôm nay. Từ ngày thầy trở về ở nơi đây, thầy sống, thầy nói, thầy làm và thầy đưa mọi người từng bước trở về đến nơi đây. Quý vị có thấy điều đó? Thành ra ai có nói thầy là ngã mạnh, ai có nói thầy là buồn, ai có nói thầy là thế này thế kia, là bởi vì họ gì, họ đục thôi, họ chưa biết thôi, đâu có sao đâu, tại sao mình phải trách họ, tại sao mình phải giận họ, tại sao mình phải ghét họ, họ biết họ đâu có. Họ nói họ không biết. Những người như vậy thầy phải thương hơn nữa chứ, làm sao thầy ghét họ được. Họ nghĩ thầy như vậy thì họ lại càng xa thầy, thì họ mất cơ hội để cho thầy giúp đỡ họ, hay không? Mình hiểu như vậy cho nên thầy rất là không hề làm được cho thầy ghét. Và thầy hiểu những cái tâm tư, những cái khó khăn của quý vị, thầy từng bước thầy khai thị, thầy giúp cho quý vị thoát ra khỏi những cái vũng lầy âm thối trong tâm của mình. Thầy hiểu được, thầy dẫn quý vị đi. Thầy hiểu quý vị đang kẹt ở đâu, đang vướng ở đâu, đang khổ như thế nào, thì từng bước một bước thầy khai thị và thầy dẫn quý vị ra. Quý vị có rõ cái này không? Hiểu để đem quý vị ra, chứ không phải hiểu để bỏ quý vị. Quý vị nhận ra được điều này không? Thầy hiểu quý vị, rõ quý vị để cứu quý vị, chứ không phải thầy hiểu thầy rõ để thầy bỏ quý vị. Quý vị theo kịp thầy nói không? Thành ra hôm nay thầy muốn khai thị cho đại chúng một thời pháp này, để cho đại chúng hiểu rằng, nhận được rõ rằng thầy là ai và thầy đang làm gì trên cái cõi đời này. Nếu những điều thầy nói mà quý vị hiểu được, quý vị hành được, thì từng bước thầy sẽ giúp quý vị đi nữa. Nếu quý vị chưa hiểu được, chưa hành được, thì quý vị hỏi tiếp. Nhưng mà nếu quý vị vẫn không tin, không hiểu, vẫn chống, thì thầy vẫn thương quý vị như bao nhiêu người khác, không hề ảnh hưởng đến thầy. Và hãy mong một ngày nào đó đủ duyên, quý vị sẽ về đây nghe thầy từng bước khai thị, hướng dẫn quý vị nhận ra được. Để mà quý vị đụng như vậy mà thầy vẫn thấy được quý vị tâm, thầy vẫn vô thì đem quý vị ra, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Có hòa? Thấy không? Thấy không? Như bảo ngang mắt cỏ. Vì sao gọi là bảo ngang mắt cỏ? Thấy không? Đó, quý vị đi. Điều này nó dễ lắm. Những cái gì quý vị giá trị thầy nói là đúng, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Này là chặt chúng. Chúng gì? Đánh. Chặt chúng đánh, chặt chúng chửi. Thấy không? Là người ta đánh giá trị mà nó là đúng. Nhưng mà thầy cho quý vị biết có một cái giá trị hơn cái quý vị đang có. Đó là trong
là trong. Thầy nói cái này không phải là treasure, thầy chỉ cho quý vị cái treasure. Chứ đâu phải là thầy chê cái lục lục, thầy đứng nói thầy nói cái này lục 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 đâu có đâu. Thầy cho quý vị thấy cái nào là lục, và thầy cho quý vị thấy cái nào là trong. Và thầy chỉ cho quý vị làm sao để mà lấy cái lục ra để nhìn thấy cái trong. Thì như vậy còn là cái gì nữa mà không làm. Thấy không? Nếu mà không làm thì mình thiệt thòi. Chứ thầy đâu có lấy nó cái gì quý vị đâu. Nếu có lấy đi là lấy cái gì? Cái lục thôi. Để hiểu cái trong. Thấy không? Thành ra hôm nay thầy có đôi lời chia sẻ với đại chúng. Thầy mong rằng những người nào từng hiểu, chưa hiểu, có cơ hội nghe cái bài pháp này, biết đâu có thể hiểu được những cái gì thầy đang sống, thầy đang nói, thầy đang chỉ và thầy đang làm, và thầy đang thương quý vị như là quý vị đã thương con của quý vị. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh đều trọn thành Phật.